Leo Văn Minh chào anh em và các bạn. Hiện tại là 6 giờ 34 phút ngày 17 tháng 10, tức là ngày 19 tháng 9 năm 2019, cách Lập Đông khoảng 22 ngày. Thì dạo gần đây các bạn chia sẻ rất nhiều về vấn đề khoanh vại làm lộc như thế nào. Thì hôm qua mình đã chia sẻ về thời gian khoanh vại làm lộc rồi, cho các bạn xem rồi. Thì mình hôm nay không nhắc lại nữa. Thì các bạn rất là do dự, lo lắng, không biết làm như nào cho phù hợp với vụ hoa năm sau. Thì rất may mắn, năm ngoái mình đã áp lên rồi. Và mình nhắc lại các tên video và làm lộc của cái vườn này, và cái vườn trúc. Như mình ngồi đây thì khổ mình không đi nữa. Thứ nhất, năm ngoái mình kích lập cái vườn, trong vườn và giữa vườn là chiếc lập đông 32 ngày. Và tên video ấy như thế này. Các bạn chú ý lắng nghe. Kích lộc 3. 3 đây là mình ghi dùng số 3 nhé. Kích lộc 3 sớm cho vải thiều để giải vụ thu hoạch năm sau. Chiếc lập đông 32 ngày. Và cái vườn này mình kích lập chiếc lập đông 32 ngày. Thì đến lập đông là mình có quay một video. Vải sau lập đông 1 ngày. Các bạn nghe rõ đấy, vải sau lập đông 1 ngày. Ở đây là vải sau lập đông 1 ngày. Một đây là mình viết sẵn chữ. Cách mở ngoặc đơn. Mùng 8 gạch ngang tháng 11. Mình đọc lại. Vải sau lập đông 1 ngày. Mở ngoặc đơn. 8 gạch chéo 11 gạch ngang. Mùng 2 tháng 10 âm lịch năm 2018. Thì mình làm trước lập đông 32 ngày hoặc 30 ngày. Thì đến lập đông vải mình cơ bản là khoanh được, vậy đúng một tháng rồi các bạn ạ, năm ngoái mình làm nhé. Còn video thứ hai mình kích lộc ở cái vườn trúc và hai ruộng thì mình ghi như thế này: kỹ thuật kích lộc cho vải thiều ra hoa đậu quả 100%. Tất nhiên hai video này trước đây mình đều đặt tên khác, đó là mình chỉ ghi là kích lộc mùng 6 tháng 10, rồi video thứ hai là kích lộc 16 tháng 10 thôi. Nhưng sao mình thay đổi một chút cho hot, bởi vì năm ngoái vải vườn trúc mình ra hoa 100%. Nhưng tất cả đến lập đông, vải giữa vườn và trong vườn nhà mình đều bánh tẻ có thể khoanh được sau 30 ngày. Còn vườn trúc thì đến lúc mình cách trước 20 ngày thì đến lập đông nó một ngày nó đều gọi là vàng vàng ban ban. Cho chính vì vậy, năm nay mình đã quyết định lùi thêm 10 ngày. Đó là kích lộc cuối cùng trước lập đông 20 ngày và 10 ngày. Thì hôm nay là cách lập đông 2-3 ngày thôi. Còn vườn này thì mình vẫn chưa phun nước sâu các bạn nhé. Bởi mình đi làm thường xuyên cho chủ nhật mình mới chủ nhật tuần trước mình mới bón phân. Đây mình bón phân. Mình bón phân mình chưa tưới nước đậm đâu. Bón phân mình các bạn video bón phân các bạn xem rồi. Mình bón mình bừa, rắc phân cho mình bừa. Xong tưới nhẹ để đỡ bay phân thôi chứ mình chưa tưới đậm, phân chưa thấm. Vậy là trước 2-3 ngày mình vẫn chưa cho ra lộc, có thể chủ nhật mình mới phun nước sâu. Còn bây giờ nhũ lộc thì kệ nó. Đấy, vậy mình làm vườn này trước lập đông 20 ngày nhá. Hôm nay mình chưa chính thức chưa phun nước sâu. Đấy là ba video, mình đọc lại một cách chậm chạp để các bạn tham khảo, rồi mình các bạn xem vải mình 29 như nào. Video thứ nhất, mình đọc lại lần thứ 2, thứ 3. Kích lộc 3 sớm cho vải thiều để giải vụ thu hoạch năm sau. Video thứ hai, kỹ thuật làm lộc cho vải thiều ra hoa đậu quả 100%. Thứ ba, vải sau lập đông 1 ngày, mùng 8 tháng 11, mùng 2 tháng 10 âm năm 2018. Và để cập nhật tiếp tình hình vải thiều và vải tháng 3, mình sang video thứ tư. Mình ghi là kỹ thuật khoanh vải tháng 3. Và video này mình cũng cập nhật cái vải thiều nhà mình. Mình nói rõ trong video ấy là 4 giờ 25 phút chiều thứ 6 ngày 23 tháng 11, tức ngày 17 tháng 10 năm 2018. Mình khoanh xong vải tháng 3 u hồng cách lập đông 16 ngày. Thì vải tháng 3 đã có một số cây nhũ lộc. Còn vải thiều thì cũng đã nhũ lộc. À, vải tháng 3 đã có một cây đã nhũ hoa sau 16 ngày lập đông thôi. Đã nhũ hoa. Còn vải thiều đã nhũ lộc trong vườn và giữa vườn. Đấy. Vậy thì mình năm ngoái mình kích lộc đông, lộc cuối cùng trước lộc thu đông trước 30 ngày, gọi một tháng. Thì đến lộc đông nó nhũ lộc hết các bạn nhé. Đấy, cho năm nay mình quyết định rút lại. Còn vườn trúc thì nó bánh tẻ và vàng.
À, vườn trúc. Vậy năm nay mình sẽ làm trước lập đông 10 ngày và 20 ngày. Thì đến lập đông, đông chí nó chỉ bánh tẻ và vàng thôi, bánh tẻ. Cho mình hơi vàng vàng, đủ phù hợp bánh tẻ cho năm nay mình đã rút rút lại rồi. Và video tiếp theo là mình... À, mình nói lại là trước lập đông 10, à, sau lập đông 16 ngày ấy, thì vải trong vườn và giữa vườn của mình thì nó nhũ lộc. Còn vải ở vườn trúc thì nó tẻ, bánh tẻ và vàng. Cho năm nay mình rút 10 ngày thì không khác gì như cái vườn này. Thì nó trước lập đông khoảng à, sau lập đông khoảng 16 ngày thì bánh tẻ vàng và đến đông chí thì nó thành thục. Còn tiếp theo video thứ tư thứ năm là khoanh nửa vườn cập nhật phần còn lại suốt ngày 21 tháng 12 năm 2018. Hôm đấy mình làm video là 14 giờ 37 phút ngày 21 tháng 12, tức ngày 15 tháng 1 năm 2018, trước lập đông chí 12 tiếng 13 tiếng. Thì ngay ngay đoạn đấy mình đã chủ động năm nay cho ra muộn rồi, đến đông chí mới khoanh. Mọi người đã khoanh, thậm chí cho ra khoanh đi khoanh lại ra lộc. Còn mình thì có kế hoạch cho năm sau ấy là sẽ trước lập đông 10 ngày và 20 ngày mới khoanh, mà khoanh 2 ly. Đấy. Vậy trong giai đoạn này mình trước đông chí một ngày từ ngày 21 tháng 12, thì vải tháng 3 nhà mình đã ra hoa được 5 đến 10 phân rồi. Và trong video đấy mình cũng khẳng định rằng sang năm mình sẽ làm muộn hơn, mà muộn hơn như năm nay. Bây giờ chính thức tới hôm nay mình vẫn chưa phun nước sâu nhá. Hôm nay mình chỉ ra nhắc lại các video để mong các bạn xem lại. Nếu như các bạn bây giờ nhiều bạn vẫn do dự là bây giờ vải bật lộc nhũ lộc còn kịp không? Đây vải nhà mình đây, mình còn chưa cho ra các bạn nhá. Đây, còn bật lộc nhũ lộc có kịp không? Mình còn chưa cho ra, mình mới tỉa cành giam thôi. Ôi quanh này quên rồi, hôm qua chưa tỉa. Đây, mình đang tỉa cành giam. Các bạn nhìn vải như mình chưa cho ra. Mà hôm nay trước lập đông 2-3 ngày rồi, mấy hôm nữa mình mới phun nước sâu. Đây, chưa cho ra, kệ nó. Còn vườn trúc khoảng 10 ngày nữa mới cho ra. Bây giờ mình đã tỉa tỉa cành răm. Đây các bạn nhìn cành này, tỉa thưa thoáng. Và một ý kiến tiếp theo, thì các bạn biết đặc trưng công việc của mình rồi. Thứ nhất, buổi sáng mình phải dậy. Văn hóa, trên lớp mình không nghe điện thoại được. Buổi chiều bây giờ mình cũng dạy võ, ngoài thời gian dạy võ ra mình cũng phải lo làm vườn. Rất nhiều chia sẻ các bạn có thể mình không chia sẻ được, thì các bạn thông cảm. Còn nếu các bạn những trên bởi vì gần đây các bạn chia sẻ trên YouTube, trên Facebook, trên Zalo, thì lúc nào mình rỗi rãi mình trả lời được các bạn, mong các bạn thông cảm nhé. Không phải mình không muốn chia sẻ, nhưng mà trong lúc mình dạy học mình không thể nói chuyện với các bạn được, bởi vì trên lớp một là nguyên tắc, hai là mình đang làm việc rồi. Nhiều khi là buổi chiều cũng thế, mình phải làm cho nên mình không thể gọi là chia sẻ với các bạn được. Còn buổi tối các bạn chia sẻ với mình tầm dụ 9 giờ, 7 giờ, 9 giờ. Các con mình học thì mình ra ngoài mình nói chuyện, trao đổi trực tiếp với các bạn. Còn nhiều khi là mình cũng bận. Cho các bạn thông cảm. Cũng như hôm nay mình làm video này, bây giờ là 6 giờ 42 phút rồi mà 7 giờ mình ở trường. Thì chắc chắn bây giờ mình không kịp tắm rửa gì nữa, không kịp ăn cơm rồi. Mình chỉ về mình tắm qua đánh răng thôi, bởi vì mình vừa dạy võ con vừa về mới nghỉ thì không có thời gian mình tắm nữa, chắc là nhịn đói đi dậy. Để các bạn thông cảm nhá. Không phải mình không muốn trả lời, nhưng mình không còn thời gian nữa. Thì hôm nay các loại kỹ thuật khoanh ra sao, ủ hoa phun lộc nào mình đã chia sẻ rất nhiều video. Hôm nay mình chỉ gọi là nhắc các bạn một số video cũ từ năm ngoái mình đã làm. Rồi các bạn xem vải mình năm ngoái như thế nào, thì các bạn xem lại video đấy để các bạn thấy mình làm như thế nó có hiệu quả năm 19 như nào. Và đặc biệt sáng nay có bạn đã xem hai video của mình, bạn đã có bình luận như sau: từ 23 giờ bao nhiêu phút đấy ngày 16 bạn đã xem, và sáng nay 4 giờ trên 5 giờ bạn đã xem tiếp. Đấy. Cho các bạn xem lại video cũ của mình nhé, thì các bạn thấy mình đã làm năm ngoái nào và năm 19 như nào. Thì năm nay mình xác định đã quyết định kích lập đông, kích lộc vải thiều trước lập đông 10 ngày và 20 ngày. Thì hôm nay 2-3 ngày mình vẫn chưa phun nước sâu. Còn cái vườn trúc vải ruộng thì vườn này mình đã rắc phân, đang tỉa, tỉa xong thì mình mới tưới đẫm, xong mới phun nước sâu. Còn tỉa xong mới tưới đẫm thì sẽ bẩn, như thế kệ nó chẳng làm nào được cả. Thì không nhẽ bây giờ mình đi phun xong mình lại tưới thì nó ô nhiễm môi trường. Còn sau khi làm xong vườn này thì mình mới ra cái vườn trúc mình bừa, mình rắc phân, rồi mình cũng tỉa, rồi sau đó mới phun nước sâu. Còn vải như nào thì các bạn sang năm các bạn tiếp tục giám sát. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn
có những quyết định chính xác, phù hợp để sang năm được mùa, được nhiều tiền.